Christian Platis cần tuyển dụng phụ xe tải. Mô tả công việc, phụ lên xuống hàng trên xe tải, sắp xếp hàng hóa theo kế hoạch giao hàng, chuyển chứng từ, hồ sơ, các công việc liên quan khác theo yêu cầu. Yêu cầu công việc, giới tính nam trên 18 tuổi có sức khỏe tốt, không cần kinh nghiệm và trình độ, siêng năng, cẩn thận, có tinh thần cầu tiến, có tinh thần ý thức trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình, năng động. Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bao bì nhựa. Quyền lợi được hưởng, mức lương cơ bản từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng, cộng tiền trách nhiệm, phụ cấp nhà trọ, phụ cấp ăn cơm trưa. Nhân viên giỏi được xét thưởng hàng tháng theo năng lực, doanh số và hiệu quả công việc. Được thưởng Tết, lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc. Được cung cấp đầy đủ công cụ và phương tiện cần thiết cho công việc, chế độ nghỉ hàng năm theo quy định. Được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định, phụ cấp phần ăn trưa, môi trường làm việc thân thiện. Yêu cầu hồ sơ bao gồm đơn xin việc, giấy xác nhận hạnh kiểm, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, thông tin chi tiết về công việc vừa làm liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Di Đại Hưng Tashin Platis, địa chỉ 62 C An Dương Vương, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ 01289748070 gặp chị Phương. Vui lòng truy cập website việclamnambo.vn để biết thêm thông tin chi tiết và thời hạn nộp hồ sơ. Xin cảm ơn.